Hội đồng Nhân dân huyện Mộc Hóa khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề năm 2024. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Dương Giang Tuấn đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện, nhất là tiếp tục thực hiện hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết huyện ủy, nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện đề ra năm 2024, làm tiền đề để hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện thông qua các nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Mộc Hóa khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Khắc Thụ và ông Trần Minh Phương.